Mới đầu mua ngoài chợ về không có ngon đâu mọi người ơi. Cái này em phải về em làm lại. Hello, thân mến chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay mình sẽ mời tất cả mọi người vào bếp cùng với mình nha. Và mình sẽ nấu một cái món là bún, không phải bún mắm mà là mắm kho. Và mình vừa là có thể ăn với bún hoặc là mình có thể ăn với cơm vẫn được luôn. Và thành phần của mình nấu thì cũng rất là đơn giản, chỉ một phần sả, một miếng thịt ba rọi và một miếng tôm thôi, nấu theo cái kiểu miền Tây đơn giản và dân dã. Và mình sẽ khoe một tuyệt chiêu bí mật của mình mà mình nghĩ là khi mà ai mà qua đây sống một thời gian á, thì sẽ bị họ không có thích cái món này mà họ luôn nhớ đến cái hương vị ở bên Việt Nam. Đây nè mọi người, đây đây là mấy cái hũ mắm mà mình mua ở ngoài chợ, nó như thế này nè các bạn, nó là vô hũ như thế này nè, mà mình mua loại mắm cá linh với mắm cá sặc, các bạn thấy không? Đây nè, là một hũ như vậy là 5 đồng mấy, nhưng mà khi mình đem về ăn nó không có ngon và nó bị rất là mặn, nó mặn mà nó không có thơm nữa. Cho nên khi mình về á thì mình cho ra cái hũ như thế này, mình cho ra, mình đổ ra cái thau và mình chao, và khi mà mình mua về mình đổ ra và mình chao lại, mình làm lại thì mình để thêm 1 tháng nữa và bây giờ nó rất là ngon các bạn. Các bạn nhìn hũ mắm nè, rất là ngon này. Và cái miếng thịt nó mắm nó cũng đã mềm ra rồi. Và bây giờ mình sẽ nấu mắm kho nha các bạn. Nè mấy anh mấy chị thấy không? Thấy cái mắm mình nhìn hấp dẫn không? Mấy bữa trước đó là em mua về nó không có ngon. Rồi em phải làm lại. Em lại làm lại theo cái công thức ở miền Tây á. Giờ ngon quá. Quá hấp dẫn luôn. Rồi em phải khui. Ngon quá. Em sẽ khui thêm cái hộp này. Và đúng rồi. Nè mấy anh mấy chị, cái này là mắm cá linh nha, con này là mắm mà, cái này là mắm cá sặc đó, chờ cái hũ cá sặc nó cũng hết sảy, thơm bát ngát luôn. Nè các bạn, không dễ không, em thử miếng không, ngon, mềm, quá trời ngon. Cái này mà mấy anh mấy chị mà muốn ăn liên hệ với em làm cho ăn, em bán mắm này luôn. Mới đầu mua ngoài chợ về không ngon đâu mọi người ơi. Cái này em phải về em làm lại, tại vì ở ngoài chợ họ làm á họ không có biết, giống như họ bỏ công đoạn hay sao á, không có ngon, ăn nó không ngon. Chắc có em bỏ mắm cái linh này bớt quá, mắm cái linh nhiều quá nó nhầy nước. Cá sặc như thêm đó, nhiêu đây chắc được rồi. Mấy anh chị biết không, em làm mà em chao mắm lại theo cái công thức của người miền Tây á, theo con mẹ em mới chỉ á. Bây giờ ăn nó rất là ngon và con mắm nó rất là mềm. Hôm nay thì trời bắt đầu mát và đẹp tiếp, cho nên ra ngoài nấu bún mắm. Các bạn, cái nồi bún mắm của mình nè. Giờ ngồi nấu bún mắm ở ngoài này, vì ở bên Mỹ này cái nhà nó kín á, mà nấu bún mắm trong nhà thì có nước là thú quắc cái nhà luôn. Bây giờ chờ cái mắm này nó rã ra, bắt đầu mình vớt lọc xương đó.
nấu nè các bạn thấy không, cái nào nóng của mình không đây. Đây để mình kiểm tra coi cái nó có rã cái thịt không nè các bạn thấy không, thấy nó rã cái thịt mắm không, khi mà mình lắc cái gì mà nó rã thịt mắm là coi như là con mắm đó nó ngon rồi đó các bạn. Và cái này á, khi mà mình đi ngoài chợ mình mua mình biết lý do tại sao mà họ không có làm nó đầy đủ bài bản á, cho nên khi con mắm mình về mình nấu mình ăn nó không có bị ngon, không có được ngon lắm các bạn, nó cứng nhắc à. Và khi mình về bắt đầu mình phải làm lại. Ai mà muốn ăn mắm đậm chất Việt Nam thì liên hệ với mình nha, mình sẽ làm cho tất cả mọi người nha. Đó, ở bên Mỹ á, mua một hũ mắm rất là cực, mà nếu như kiếm được một hũ mắm ngon thì càng cực hơn nữa. Đó, này là mình dạo cho nó rời thịt mắm ra hết, xong bắt đầu chút xíu sau là mình vớt lại. Giờ mình chỉ là kiểm tra thôi, giống như mình làm mắm nha, mình kiểm tra cho nó rụt hết chưa mà. Đó, nó phải rã thịt ra gì là mới làm mắm ngon. Bạn thấy không? Nè. Đó, có cái thịt mắm nè ha. Nè, mình lắc như vậy là bắt đầu nó ra hết rồi. Nó tan cái thịt hết. Thơm vậy đó, thơm mùi móng nực nồng luôn. Ở bên đây họ làm mắm nó mặn lắm các bạn, nhưng mà mình không có cảm nhận được cái vị ngon. Nhưng mà nó mặn, kiểu mặn muối á, nó ngon. Cái này hả, bữa chao mà tại mình không có thích khóm, chứ nếu như chao khóm nữa là hết sảy. Chao khóm vô nữa, hết sảy. Này lửa lớn quá, nhỏ này. Lớn quá, hồi nó khô. Các bạn biết không, mình muốn mà nó ngon chút nữa, mình bỏ gì nước dừa, mình muốn nó ngon mình bỏ nước dừa thêm các bạn, chút nữa bắt đầu mình sẽ bỏ nước dừa, và trước khi nêm nếm mình sẽ bỏ một nửa lít nước dừa. Các bạn thấy nó rã rồi hết không, như vậy là mắm nó ngon đó. Còn hả, mấy bữa hả mình mua mắm hả, mình đứng mình nấu, mình nói thiệt nấu cả buổi luôn, nó cũng không gã nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong lấy nước dừa và tách xương với nước ra. Xong rồi mọi người ơi, tô bún mình đã xong rồi mọi người. Mình nấu đơn giản lắm nè các bạn. Tôm ha. Các bạn nhìn tô bún mình đơn giản. Bên đây rau nó không có đầy đủ cho mình dùng cái đậu bắp cải thảo ăn cho nó ngon. Đó, ớt mà mặt ăn bún mắm là phải ớt nhiều lắm ngon mọi người. Trời, bắt đầu mình chén thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Và chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Bye bye, hẹn gặp lại.